Sau đây mình sẽ thông qua chi tiết của tự nhiên từ 1 đến 9. Thì số 1 là cho thấy là một người đứng đầu trong một dãy số tự nhiên. Do đó bạn có một cái đức tính là một lãnh đạo, là một người tiên quyết, tiên phong. Bạn có chính kiến và cái quyết tâm để bạn lãnh đạo trong một đội nhóm. Chỉ số thứ hai đó là chỉ số mà có đôi có cặp. Thế sau chữ số 1 thì đó là chỉ số thứ hai, thì cho thấy bạn là người kết nối những mảnh đời, kết nối những yêu thương, chia sẻ và biết lắng nghe. Bạn là người hòa giải, có tinh thần trách nhiệm, cũng như là một người có thể tin tưởng được khi mà bạn lắng nghe người khác. Và số 2 thiên về cảm xúc, tâm linh và trực giác rất là tốt. Con số thứ 3 cho thấy nếu như mà con số thứ 2 biết lắng nghe thì số 3 phải là người hoạt bát, phải là một cái người kết nối giữa số 1 và số 2 để tạo một cái tam giác cho bạn, để bạn có thể thể hiện được bản thân của mình, một nhà lãnh đạo, một người biết lắng nghe và một người biết thể hiện và thực thi cái hành động của mình trong cuộc sống. Do đó số 3 rất là hoạt bát, hoạt ngôn. Số 3 có óc sáng tạo, là một người truyền cảm hứng, đi đến đâu thì sẽ gây sự chú ý cho người khác. Số 4 thể hiện bạn là người có chính kiến, có chính trực, bạn là người kiên quyết, kiên định, bạn là quy trình, lập trình, lý trí, làm gì thì bạn chỉ quan tâm đến kết quả chứ không có quan tâm đến lý thuyết. Bạn thiên về vật chất, do đó bạn là người chung thủy. Nếu như mà bạn nào có chỉ con số 4 trong ngày sinh thì xin chúc mừng các bạn là một người yêu thương gia đình, chăm lo cho gia đình, luôn chung thủy. Số 4 có thể biến lý trí thành hiện thực và có thể giữ bí mật một cách an toàn. Do đó bạn có thể tâm sự với người số 4. Con số 5 thì là con số mà thích mới mẻ, thích cải cách, thích tự do, khám phá những cái gì nó diễn ra trong cuộc sống này ở bên ngoài. Số 5 thường rất là yêu thương và khéo léo, khả năng dự đoán kết quả trước khi hành động. Và số 6, con số 6 nói lên cho thấy bạn là người rất là yêu thương. Yêu thương ở đây về mặt là yêu thương của gia đình, tình yêu thương của mẹ dành cho con. Do đó bạn sẽ bao bọc bảo vệ tất cả những người thân trong gia đình bạn. Đôi khi những người số 6 thì người ta yêu thương quá mực, không nghĩ đến bản thân mình. Do đó những bạn mà số 6 nên tiết chế lại và biết nghĩ cho bản thân mình, biết lo cho cuộc sống của mình một cách tốt nhất. Số 6 cũng là người sáng tạo, yêu thương, hy sinh cái sự hy sinh của mình, lo cho người khác hơn bản thân mình. Do đó bạn cũng có tinh tế, bao dung, tha thứ, vị tha. Con số 7 nói lên bạn là người rất là tri thức, có thể nắm bắt được quy luật. Bạn là một chuyên gia, trí tuệ, thông minh, quan sát cái độ phân tích của bạn rất là cao và cho thấy bạn là người cực kỳ chịu áp lực trong mọi hoàn cảnh. Nếu như mà bạn số 7 tập trung một nghiên cứu một cái vấn đề nào đó thì không ai có thể qua được bạn. Mình nói đến đây thì số 8 là người tập hợp của tất cả các con số từ 1, là một người tiên phong, số 2 là người kết nối, số 3 là người truyền cảm hứng, số 4 là người quy trình, quy luật, kỷ cương, kỷ luật, và số 5 là người thích khám phá tự do, có thể là thích sáng tạo. Số 6 là người bao la, yêu thương gia đình. Thứ 7 là người trí tuệ, thông minh, sáng suốt và là một chuyên gia phân tích giỏi. Thì gom lại tất cả những con số vừa qua thì số 8 là số mà để nhận được cái kết quả, những cái gì mà chúng ta đạt được trong cuộc sống này để chúng ta phát huy. Tại vì số 8 là người mà có tính chất bẩm sinh là nhà lãnh đạo, do đó họ rất là nhạy cảm và nhanh nhạy trong vấn đề là phát triển về mặt tài chính cũng như là quản lý về doanh nghiệp, kinh doanh. Họ rất giỏi về các con số, do đó họ có thể nắm quyền tiền và lực, nên thành ra là số 8 rất là độc lập, không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai. Họ có tầm nhìn, có sự ảnh hưởng cao, cái mục tiêu của họ rất là lớn, họ sẽ thành công do họ chăm chỉ.
Và nếu như số 8 đã thành công rồi thì số 9 chúng ta thấy rằng ta đã thành công rồi thì chúng ta phải mang những giá trị của chúng ta có được đem đi phụng sự cộng đồng, đem đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, để chúng ta cho đi thì chúng ta nhận lại được nhiều hơn, chia sẻ những hoàn cảnh đó, giúp đỡ những cái hoàn cảnh mà không may mắn, chúng ta sẽ hướng dẫn và tận tâm. Số 9 là người rất là giàu lòng trắc ẩn và yêu thương người khác. Vừa qua thì mình cũng khái quát về những con số trong biểu đồ ngày tháng năm sinh, cũng như là khái quát về 7 chỉ số trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà các bạn biết vận hành những con số của mình theo một cái hướng tích cực thì các bạn có thể thành công trong cuộc sống này. Bộ môn thần số học là bộ môn khoa học, cái vấn đề nó liên quan đến cuộc sống của chúng ta, và nếu chúng ta biết nắm bắt được cái trường năng lượng này thì chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống. Ai trong cuộc sống này cũng phải gặp ngã, cũng phải gặp biến cố, nhưng nếu chúng ta biết đứng dậy từ cái biến cố đó thì chúng ta sẽ thành công. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt.